Xin được quay trở lại với những thông tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua đã xảy ra một vụ cháy tại tầng 18 của tòa chung cư trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Mặc dù vụ cháy nhỏ nhưng đã khiến rất nhiều người dân hoảng loạn bởi trong thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ cháy nghiêm trọng tại các nhà chung cư cao tầng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Theo đó vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3, cư dân sinh sống tại tòa A1 khu chung cư trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Phát hiện khói và lửa bốc lên tại tầng thượng. Thời điểm này, mọi người hung hắn nhau vội vã chạy xuống sảnh thoát thân và thông báo lực lượng chức năng. Sau 10 phút thì đám cháy đã được dập tắt. Theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3, đám cháy được phát hiện từ một chiếc đệm mút ở một căn hộ bỏ không, tức là không có người ở trên tầng 18 tòa nhà chung cư trên đường Nguyễn Cơ Thạch và đã được dập tắt ngay sau đó. Rất may, vụ cháy không có thiệt hại về người. Tuy chỉ là đám cháy nhỏ tại tòa nhà chung cư nhưng cũng khiến nhiều người dân xôn xao và lo lắng bởi tâm lý sợ hãi sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh cách đây ít ngày. Vì thế, sau khi ngọn lửa được dập tắt, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải bật loa thông báo giúp người dân ổn định trở lại.